Quốc Anh chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Đôi khi cuộc sống ném vào chúng ta nhiều thứ, cả tốt và xấu. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể đáp lại bằng cách nở một nụ cười bên ngoài, chúng ta đang cố gắng đáp lại một cách tích cực. Nụ cười của chúng ta là quyết định có ý thức của chúng ta để cố gắng và duy trì hạnh phúc dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Từ sự lựa chọn tích cực ban đầu này, chúng ta có thể xây dựng dựa trên sự khởi đầu này để vun đắp hạnh phúc. Nếu chúng ta gặp khó khăn trong việc vun đắp hạnh phúc, thì việc cố gắng mỉm cười với thế giới và tâm trí của chúng ta là một bước tích cực mà chúng ta có thể thực hiện. Nếu chúng ta có thể chân thành mỉm cười với người khác, chúng ta có thể cho một cái gì đó mà không cần nói. Khi chúng ta cười, chúng ta đang cống hiến thiện ý của mình cho thế giới và những người khác. Một nụ cười hồn hậu có thể có lợi hơn bất kỳ lời nói hay sự trợ giúp vật chất nào. Nỗ lực để mỉm cười với một người lạ hoặc bạn bè là thông cảm với hoàn cảnh của họ và đưa ra một số lời động viên. Khuôn mặt của chúng ta có thể phản ánh cảm xúc và suy nghĩ mà chúng ta muốn chia sẻ. Nếu chúng ta muốn gây thù chú quán, chúng ta có thể cao có và trong đau khổ. Nhưng nếu chúng ta mỉm cười với bất cứ ai, nó có thể tạo ra một bầu không khí thiện chí và hòa hợp. Bằng cách mỉm cười, chúng ta tạo ra một bầu không khí nơi người khác có thể cảm thấy thoải mái hơn. Khi mọi người cảm thấy hạnh phúc hơn, họ sẽ có xu hướng khoan dung và cởi mở hơn, và chúng ta sẽ có nhiều khả năng đạt được điều mình muốn. Thông thường, với bản chất con người, khi không đạt được điều mình muốn, chúng ta sẽ cảm thấy không vui. Sau đó, khi chúng ta không hạnh phúc, thường thì một cách có ý thức hoặc vô thức, chúng ta làm cho người khác không vui. Nhưng khi chúng ta tạo ra sự rung động bất hạnh này, chúng ta sẽ khó đạt được điều mình muốn và không thể trở thành người mà chúng ta muốn trở thành. Chúng ta cần phá vỡ chu kỳ. Chúng ta cần phải buông bỏ nỗi bất hạnh của mình và thay vào đó chọn một cách tiếp cận rất khác. Chính cách tiếp cận lựa chọn hạnh phúc này sẽ giúp chúng ta trở thành con người mà chúng ta muốn trở thành. Khi chúng ta có thể tạo ra cảm giác tốt này, mọi người sẽ bị thu hút để giúp đỡ và hợp tác. Chính năng lượng tích cực và niềm hạnh phúc lan tỏa này sẽ giúp chúng ta đạt được những điều mong muốn từ cuộc sống của mình. Hãy hạnh phúc, bạn sẽ nhận được những gì bạn thích nhất. Nhưng tất nhiên có một sự khác biệt đáng kể giữa nhận được những gì chúng ta nghĩ rằng chúng ta muốn và nhận được những gì mang lại cho chúng ta niềm vui. Ví dụ, chúng ta có thể có mong muốn lớn để mọi người hành động và cư xử theo một cách nhất định. Khi họ làm chúng ta thất vọng, chúng ta cảm thấy đau khổ vì họ đang làm khó cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không đạt được những gì mình muốn và chúng ta không hài lòng vì chúng ta cảm thấy người khác đang làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên khó chịu. Tuy nhiên, một cách tiếp cận khác là tách biệt về cách người khác cư xử. Thay vì hy vọng một cách viển vông, người khác sẽ là người mà chúng ta muốn họ trở thành, chúng ta nên tập trung vào việc hài lòng với hoàn cảnh của chúng ta. Với hạnh phúc đã thay đổi này, chúng ta có cơ hội để hạnh phúc. Thay vì đau khổ vì hoàn cảnh bên ngoài không như chúng ta mong đợi, chúng ta hạnh phúc, chúng ta cảm nhận rõ ràng sự bình yên nội tâm. Mục tiêu không phải là hoàn cảnh bên ngoài, mục tiêu là hạnh phúc của chúng ta. Nếu chúng ta có thể vun đắp hạnh phúc, chúng ta sẽ có được những gì chúng ta thích. Theo đuổi những mục tiêu sai lầm không thực tế có ích gì nếu chúng ta không đạt được hạnh phúc trên đường đi? Hạnh phúc là một trạng thái tâm trí mà chúng ta có cái nhìn tích cực về cuộc sống. Khi chúng ta hạnh phúc, chúng ta đang bình yên với bản thân và thế giới. Hạnh phúc là không còn phiền muộn, lo lắng, sợ hãi và buồn chán. Hạnh phúc là sự hiện diện của niềm vui. Hạnh phúc giả tạo có được từ ảo giác tinh thần, khoái cảm tạm thời và sự thỏa mãn bản ngã.
Hạnh phúc giả tạo này đi kèm với một cảm giác bất an tiềm ẩn. Hạnh phúc giả tạo này luôn chỉ là tạm thời. Hạnh phúc thực sự đạt được khi chúng ta muốn chia sẻ hạnh phúc của mình với người khác. Hạnh phúc thực sự là điều gì đó xảy ra với sự bình an nội tâm từ sự hiểu biết chúng ta đang làm điều đúng đắn. Chúng ta đạt được hạnh phúc thực sự từ việc làm cho người khác hạnh phúc. Bản chất của tâm trí chúng ta là nó thường lập kế hoạch cho hạnh phúc trong tương lai. Nếu chúng ta có được bằng cấp, công việc, mối quan hệ đó thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Nhưng với thái độ lập kế hoạch cho hạnh phúc tương lai này, có nghĩa là nó sẽ luôn luôn khó nắm bắt, giống như đuổi theo một cái bóng. Chúng ta cần phải hạnh phúc cho dù chúng ta đang ở đâu. Ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất, vẫn có cơ hội để vui vẻ hơn một chút và bớt bực bội hơn một chút. Đừng để những điều nhỏ nhặt làm mất thăng bằng của bạn. Vì sự thất vọng này có thể làm hỏng phần còn lại trong ngày của chúng ta. Hãy hạnh phúc với công việc của bạn. Đôi khi chúng ta có thể hạnh phúc từ một hoạt động bình thường như là rửa bát. Đó là một nhiệm vụ đơn giản như vậy. Nhưng nếu chúng ta có thể làm nó một cách vui vẻ, không phàn nàn rằng lẽ ra người khác đã làm nó, thì chúng ta sẽ thực sự có thể vun đắp hạnh phúc thực sự. Một phần của vấn đề chỉ là nhận thức được rằng chúng ta có thể hạnh phúc ngay cả trong những tình huống trần tục. Tập trung hoàn toàn vào công việc hiện tại có thể giúp chúng ta quên đi những suy nghĩ không thể tránh khỏi trong đầu. Xã hội đặt ra một áp lực tinh vi để so sánh chúng ta với những người khác. Khi so sánh, chúng ta sẽ không bao giờ hài lòng. Sẽ luôn có ai đó tốt hơn chúng ta. Sẽ luôn có một người có vẻ thành công hơn. Ngay sau khi chúng ta bắt đầu so sánh, ghen tị và thất vọng chắc chắn sẽ theo sau. Tránh so sánh với người khác. Thay vào đó, hãy học nghệ thuật tự tin và tự tôn. Nếu bạn thấy mình là đối tượng của sự ghen tị, cách tốt nhất để vượt qua nó là chân thành, đánh giá cao những phẩm chất, thành tích tốt của người khác. Đánh giá cao những phẩm chất tốt đẹp của người khác là cách tốt nhất để bạn tự học hỏi họ. Nếu bạn thấy hạnh phúc của mình bị người khác thách thức, việc thoát khỏi họ sẽ chỉ chuyển vấn đề này sang vấn đề khác. Hãy tiếp tục mỉm cười và âm thầm bày tỏ thiện ý của bạn. Đừng dành thời gian của bạn để phân tích và chỉ trích lỗi của họ, hay để những phẩm chất tiêu cực không ảnh hưởng đến bạn. Chính suy nghĩ và trạng thái tâm trí của chúng ta sẽ quyết định đời sống nội tâm của chúng ta. Nếu chúng ta chịu một luồng suy nghĩ tiêu cực, chúng ta sẽ dần dần trở nên đau khổ. Nghệ thuật của hạnh phúc là giảm bớt tác động của tâm trí tiêu cực của chúng ta. Đây là phần thiêng liêng, yên bình hơn trong bản chất của chúng ta. Có những lúc trái tim của chúng ta trở nên tuyệt vời ngay cả khi không cố gắng. Điều này có thể là vẻ đẹp của thiên nhiên, nghe nhạc, nhưng đôi khi chúng ta cần phải nỗ lực. Hãy thử những bài tập sau đây. Thiền định về trái tim có thể khiến chúng ta nhận thức một cách có ý thức về hạnh phúc bên trong này. Học cách kiểm soát suy nghĩ của chúng ta, khó nhưng chắc chắn có thể. Bằng cách nhận thức được trạng thái tâm trí của mình, chúng ta có thể học cách hạnh phúc mà không cần lý do, hoặc ít nhất là hạnh phúc không vì lý do bên ngoài. Hạnh phúc thực sự không phải là một ảo giác tinh thần. Hạnh phúc thực sự không phải là một cảm giác tự mãn. Hạnh phúc thực sự là cảm giác vui sướng tự phát. Điều đó đến từ việc biết bạn đang làm điều đúng. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta đang cùng nhau cộng hưởng năng lượng tích cực, làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh đã chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.